Trên tay cô Linh đang cầm gì đây? Các bạn đoán xem. Đúng rồi. Trên tay cô Linh đang cầm con cào cào đó các bạn. Và cô Linh có biết một bài hát nói về con cào cào này. Bài hát có tên là Con Cào Cào luôn đó các bạn. Và hôm nay các bạn sẽ tập trung nghe cô Linh hát về bài hát này nha. Bài hát Con Cào Cào. Con cào cào có cây cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ cành cây sang bụi cỏ. Con cào cào ruột thịt thể thao, nên mới bay nhanh, mới nhảy rất cao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Vừa rồi là bài hát Con Cào Cào nói về con cào cào là một động vật rất là thích nhảy. Bạn cào cào này có thể nhảy rất là cao nè, có thể bay thiệt là xa luôn. Và ai mà muốn khỏe mạnh giống như con cào cào này thì mình phải thường xuyên tập thể dục, thường xuyên tập chạy nè, thường xuyên tập nhảy thì mình mới có cơ thể dẻo dai giống như con cào cào này đó. Và bây giờ cô Linh sẽ hát bài hát này lại một lần nữa nha. Bài hát Con Cào Cào. Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ cành cây sang bụi cỏ. Con cào cào ruột thịt thể thao, đêm mới bay nhanh, mới nhảy rất cao. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Cô Linh đã hát xong rồi đó các bạn ơi. Ở nhà mình hãy tập hát bài hát Con Cào Cào này nha. Và nhớ rằng mình phải thường xuyên tập thể dục rồi để mình có cơ thể dẻo dai giống như là con cào cào vậy đó. Và khi hát thì các bạn hãy quay clip lại gửi cho cô Linh để cô Linh xem.